Dạ, kênh Bosa Lục Tỉnh mình tay xin mến chào tất cả quý cô chú. Rất vui được gặp lại quý cô chú trên kênh ha. Ngày mới còn cũng chúc quý cô chú có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui. Hôm nay tiếp tục mình ghé lại vườn của chị Huy của chú, bonsai cây cảnh quy hoàng. Một cái khu vườn quen thuộc, khung cảnh quen thuộc. Hôm nay chị mới về một cái lô cây mới nữa. Cũng có khá nhiều cây đẹp để cho mình lựa chọn ha. Các dòng hoa kiển, cây ăn trái. Thì con mời quý chú mình bước vào bên trong cùng giao lưu với chị Diệu Huy ha. Dạ, em chào chị. Dạ. Dạ rồi, mình vô luôn chị ơi. Dạ. Dạ, rồi, 79. Dạ, tán dài em đo được 84. Rồi, em đo tổng 3 cái, em đo tới cái cây tử ở đây luôn nha cô chú anh chị. Đó là được 38 ạ. Dạ, 38. Thì cây nó có một cái nhánh áp cặp nữa cô chú anh chị. Nó mọc ngay chỗ này nè. Cái mình muốn cho nó đúng vị trí đẹp với cái mình áp vô đây. Nghe mà này nó lâu rồi, nó liền bạc hết rồi. Cô chú anh chị về tháo cái băng keo này đen này ra cũng được. Dạ, rồi. Rồi để em đo một cái thanh ngay chỗ này nha. Em đo vị trí cho cô chú anh chị rõ ạ. Ở đây là được khoảng 30 nè. 30 chị ha. Dạ. Cây rất là liền lạc, không có một lũa gì hết nha cô chú anh chị. Bốc cành lớn hết trơn luôn rồi. Cây có một vài trái rồi. Ở cái này về cô chú anh chị sang chậu nha. Rồi mình để anh chị ra nó tự cho trái nha. Trái thì mình có thể ăn được cho cô chú anh chị. Dạ. Dạ rồi chị ơi. Dạ rồi, mã này mã 1L luôn cô chú anh chị. Thì cây Trung Quốc này em giao lưu với mình có giá là 3.400.000. Em ship đồng gốc cho cô chú anh chị luôn á. Dạ, 3.400.000 ha cô chú. Dạ. Mấy cây Trung Quốc mà cái gốc nó to như vậy cô chú anh chị là nó già lắm rồi ha. Thì cái gốc này mình về rất là đẹp luôn nè. Nó bốt cành nó lớn nè. Và để em quay một vòng nữa cho cô chú anh chị nhìn cho rõ ha. Còn nếu không rõ nữa thì cứ liên hệ số điện thoại của em đi. Dạ, 3.400.000, bao ship toàn quốc luôn. Dạ, rồi tiếp tục luôn chị ơi. Dạ rồi, em sang mã 2L của cô chú chị. Đây, 2L em có một cây tùng của cô chú chị. Đây, cây tùng mã 2L nha. Thì cây này là cây tùng vạn niên, cây niên luôn á cô chú chị. Rồi, để em đo thông số cho mình rõ ạ. À. Dạ, cây có chiều cao lên đây là được 76. Tổng tán dài em đo từ đây qua đây với cô chú anh chị là được 100 ạ. Dạ. Tán dài là 100 nha. Rồi để em đo cái hoành thân. Cây này không có bị một lũa cô chú anh chị. Dạ, hoành thân là được 31 nè. Có cái đế luôn dán chụp rồi. Dạ, hoành đế ở đây là được 80 cô chú anh chị. Dạ rồi, 80. Rồi, cây rất là liền lạc luôn, dán chụp ha. Không có một lũa gì hết trơn luôn, đang ra lập non rất là nhiều luôn đó cô chú anh chị. Còn cốt ở đây là lớn rồi nè ha. Có cái mặt cắt như chỗ này như cô chú chị mà đang kéo rất là mạnh luôn. Nó lọc non nó đang ra nè. Tùng già lắm luôn rồi. Mã này mã 2L của cô chú chị. Cây tùng này em giao lưu với mình với giá là 2.800.000. Em ship toàn quốc cho mình luôn. Chậu thì em xin được phép rút chậu có bầu ạ. Dạ. Một cây tùng vạn niên. Cây riêng không có ghép gì hết đó cô chú chị. Cây không có một lũa ạ. Tùng nó hay một lũa lắm nhưng mà mấy cây này là nó không có bị một lũa ạ. 2.800.000 chị ha. Dạ. Dạ, rồi tiếp tục luôn. Dạ rồi, em sang cây luôn nha. Em sang mã 3L của cô chú anh chị. Đây, 3L em có một cây tròn phúc kiến nha, hay còn gọi là bình sụm á. Cây bữa nay nó ấm tàn nhiều lắm cô chú anh chị. Rồi nó đang có trái rất là nhiều luôn nè. Để em đo thông số ạ. Dạ, trái của cây có chiều cao lên đây là được 28. Em đo tổng cái thắng dài từ đây ở đây là được 105 đó cô chú anh chị. Dạ. Cái này là cây nhắn bay á, 105 nè. Cái hoành cũ ở đây là được 20 của cô chú anh chị. Đồng thời cây nó có bộ đế đây nữa nè. Đó, mặt nào nó cũng có đế hết trơn nha. Còn cái dàn xương ở đây á
xương bên trong nè. Này đó, cô chú chị tham khảo luôn nha, một cây vai cốt cành lớn già luôn ạ. Dạ. Thì mã này mã 3 em lờ nha. Cây trạo phúc kiến này em giao luôn với mình với giá 2.100.000 nha cô chú chị. Đó, cây nó cùng chậu rồi. Khi đi á thì em sẽ bó bầu lợn. Đó, em không có xếp chậu, cái chậu này cái chậu xi măng á. Vậy cô chú chị sang vô một cái chậu khác nó đẹp hơn nhiều nha. Này. 2 triệu 100.000. 2 triệu 1 đó cô chú chị. Dạ rồi, đổi giúp em luôn ha. Hết rồi, dạ, chú nó kéo mạnh lắm luôn à, hai bo ghép lớn à, tàn nó ấm bệnh luôn, đang có hai nè cô chú anh chị. Mà khế này á, thì trong quá trình xếp 3-4 ngày á, lá nó mỏng lắm cô chú anh chị, nó vàng nó bụt lá nha. Về nhà cô chú anh chị nó ra lọc non giống như chị nè, đồng thời nó sẽ có bông lại nha cô chú anh chị. Mã này mã 4L nha, cây khế này em giao luôn với mình với giá 1.200.000 của cô chú anh chị. 1.200.000 em bao ship toàn quốc luôn ạ. 1.200.000 thôi cô chú ơi, tàn ấm bệnh, cây thân quái. Cây to, có tàn ấm bệnh luôn, đang tha luôn nha, dáng luôn rất là quái luôn cô chú chị. Dạ, rồi. Rồi em đổi cây luôn nha, mã 5L cô chú chị, cũng là một cây khế nữa nè. Đó, thì hàng bữa nay em cũng có một cặp khế nha cô chú chị. Cô chú chị nào một chút một cặp thì em sẽ bớt tiền lại cho mình nha. Để em đo thông số cây 5L. Dạ, cây có chiều cao lên đây là được 67 cô chú chị. Còn cái tán dài nha, cái tán dài là được 52. Cái hoành thăng ở đây là được 22 luôn ạ. Đây, rồi ở đây nó có bộ đế nè, em đo tổng quỳnh đế đây là được 52 á cô chú anh chị. Thì cái lô này là nó giống nhau, nó đều sửa thăng hết đó cô chú anh chị, sửa quái nha. Thì ở đây cũng là mặt cắt của cây nữa nè, đó ngay chỗ này nghe nó sam cứng hết, không có một gì trơn á cô chú anh chị. Đây cũng ghép qua 2-3 bo hết rồi, máy mắt ghép già hết trơn rồi, cây cũng đang có nụ luôn. Rồi mã 5L này em giao luôn với mình với giá là 1.100.000 đi cô chú anh chị nào mà mua một cặp thì em sẽ bớt tiền lại cho mình nữa ha. Cái chậu này là cái chậu ngủ của cô chú chị, em sẽ ship luôn cho mình đi. Đó, nó có bể chậu thì mình cũng nhận giúp em ha. Này. Dạ rồi, 1.100.000. Rồi em đổi cây luôn. Tiếp theo em lên mã này là mã 6L của cô chú chị. 6L thì đây là một cây nhiều quế. Lá sắn hoa chùm nha cô chú chị, cây vắng bay ha. Cây nó đang ôm nụ luôn rồi ạ. Cây có chiều cao lên đây là được 41. Cái tán ngang ở đây là được 58 của cô chú chị. Tổng tán dài là được 78 à. Cái phần thăng em đo là ở đây là được 33 cô chú anh chị, nó có phần đế dài ở đây luôn nè. Đó, phần đế dài nè. Cây liền lạc hết luôn, cũng không có một lũa gì hết trơn cô chú anh chị. Tàn nó ấm bệnh nè, đang có nụ hoa nhiều lắm. Mã này mã 6L nha. Thì cây nguyệt quế này em giao luôn với mình với giá là 1.200.000 á cô chú anh chị. 1.200.000 em bao ship nha. Chậu thì em xin được phép rút chậu quá bầu. Dạ. 1.200.000. 1.200.000 nha. Dạ. Rồi, tiếp tục luôn rồi, chị em sang cây luôn. Dạ, tiếp theo là mã 7L. 7L em có một chân bức luôn cho chú chị. Thì cây này cũng là cây green nè. Thì cây này là gói chuyển gỗ nuôi tay cạnh nha. Già lắm rồi, mấy cái tay nó ấm bệnh như lắm luôn. Đang có bông trái rất là nhiều luôn. Như cây chân bức này giờ là cô chú chị là trái em bao cây tết luôn nè. Thì bây giờ nó đang có trái nhỏ nhiều lắm luôn ạ. Cây có chiều cao lên đây là được 65 luôn cho chú chị. Còn cái tán dài ở đây là được 65 luôn ha. Cây này già lắm rồi cô chú chị ơi. Cái hoành thăng ở đây là được 15 à. Có cái hoành cũ ở đây là được 27 à. Cây kim quýt mã 7L em giao lưu với mình với giá là 1.400.000. Em bao ship luôn ha. Thì chậu thì em sẽ ship luôn cho cô chú anh chị. Cây đang có trái nhiều lắm cô chú anh chị ơi. Đây nè, trái nhỏ nhỏ rất là nhiều luôn. Trái nó còn lớn nữa, nó chín thì nó màu đỏ ha. Cái tay cành này em nghiêng cho cô chú anh chị nhìn nè. Có cây nó nuôi lâu á, nó mới được một cái tay cành ấm bệnh như thế này đây nha. Dạ. Rồi 1.400.000 em bao ship cho mình luôn. Thành phẩm hả cô chú, không có dây gì nữa. Rồi em đổi cây luôn nha cô chú chị. Tiếp theo là mã 8L ha. 8L em có mai chỉ thủy cô chú chị. Đó, mấy
cây mai chiếu thủy này em đã vô chậu cho cô chú anh chị rồi ha. Về cô chú anh chị cứ để gì mà mình chăm nước thôi ạ. À. Cây có chiều cao lên đây là được 27 và có tán dài của cô chú anh chị là được 51 ạ. À. Dạ, hoành thân ở đây là ngay 23 luôn nha cô chú anh chị. Cây nó có phần đế rất là to nè. Rồi phần đế là được 52 ạ. À. Cây này đẹp vui chú ơi, dắt chữ E. L nha, cây nè thân to nè, đế đều luôn á, còn gốc cạnh cô chú chị tham khảo nha, rất là lớn rồi nè. Ở cây họ không có họ một đũa, cái này là mặt cắt đó cô chú chị mà đang kéo rất là mạnh luôn ha. Mấy chỗ này thì mặt cắt nó kéo là lạnh là sắp sửa lạnh luôn rồi nè, như chỗ này ha, còn có chỗ này còn có chút xí nữa thôi à. Thì mã này mã 8L ha. Cây mai chiếu thủy này em giao lưu với mình với giá 1.300.000 nha cô chú chị. Em bao ship thì chậu em ship luôn cho mình, chậu này là chậu xi măng nha cô chú chị đó. Em ship cả chậu cho cô chú anh chị luôn, tàn là nấm bệnh nó đang ra lọc rất là nhiều nè cô chú anh chị, nó lọc non ha. Đây rồi 1.300.000. Dạ 1.300.000 ha, cây này đẹp của chú ơi, đế nôm dách chữ A đều hết trơn luôn. Rồi dạ tiếp theo là mã 9L nha, cũng cây... là một cây mai chiếu thủy luôn. Thì cây này thì nó giống như cây 8L vậy đó, cũng giá 1.300.000 luôn cô chú anh chị. Mua một cặp thì em sẽ bớt tiền lại cho mình nha cô chú anh chị. Cây có chiều cao lên đây cũng là 28 nha, cái tán ngang là 38 nha, còn tổng tán dài là được 50 đó cô chú anh chị. Cái hoành nè, hoành thang em đo ngay chỗ này là được 26 á, cây nào cũng có đế hết trơn đó cô chú anh chị. Hoành đế ở đây cũng là được 50 ha đó, em tính 50 thôi. Cây này là cốt cành lớn xung tàn, em nghiêng cho cô chú chị nhìn được cái dàn cốt ở trong nè, có cây nó già nó ngu ngu nè, còn cốt cành lớn cũng bằng ngón tay của em luôn rồi, điểm rất là nhiều nước dây luôn ha. Đó thì mã 9L cũng giá 1.300.000 luôn á cô chú anh chị. 1.300.000 em bao ship cho mình nha. Cây nó đang ra lọc non rất là nhiều luôn. Lần này nó ra lọc cái nữa là tàn của quý chị, nhìn nó ấm mịn đẹp lắm, nhiều lắm luôn ha. Đây. Dạ rồi. Dạ rồi em đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Rồi. Tiếp mã theo số 10. Mã này là mã 10L của quý chị. Em có mai chiếu thủy trung nu ha. Đó, cây này là mấy cây trung nu mình để trên bàn mình chơi nha cô chú anh chị. Cây có chiều cao lên đây là 18 và có tán dài là được 38. Cái phần em đo sát ở dưới đây là được 24 ha. Đây, xích lên đây một chút đi cô chú anh chị là được 20 nè. Mã này là mã 10L ha. Cây mai chú thủy này em giao lưu với mình 550 đó cô chú anh chị. Nè, tàn ấm mịn như lắm luôn rồi. Cô chú anh chị về canh khoảng 45 ngày nữa tới Tết mình tặng lá giúp em ha. Thì bây giờ cô chú anh chị muốn ép chậu dẫn đường rồi nè. Đó, bữa nay là tàn nó ra mịn rồi. Nên mình ép đi. Mình ép rồi mình để vô chậu nhỏ nhỏ cho mình chơi em cô chú anh chị 550 ha. Dạ. Dạ rồi, tiếp theo là mã 11L ha, cũng là mai chiếu thủy trung nu luôn. Đó thì cây này 600.000 nha cô chú anh chị. 600 em bao ship cho mình. Cây có chiều cao lên đây là được 20. Và có tán dài là được 38. Cái hoành thân ở đây là được 17 cô chú anh chị. Cây nào cũng ở cũ hết. Phần cũ là được 22 ha. Mã 11L giá 600 em bao ship. Cây đang có hoa luôn rồi nè cô chú anh chị. Đó, đây là trung nu ha. Dạ. Và hoa nó khi mà nó nở rực thì nó thơm dữ lắm luôn. Cái này là nó già quá, râm riêu nó đóng nha cô chú anh chị, chứ không có một lũa gì hết. Rồi 11L 600, mua một cặp em bớt cho mình 100 nữa đó cô chú anh chị. Đó. Rồi em xuống cây luôn ha. Dạ. Rồi tiếp theo luôn. Là mã 10. Qua đây quay đi anh Linh. 12L. Rồi tiếp theo là mã 10 12L đó cô chú anh chị. 12L nha. Em lên luôn nha. Cây đó, cây có chiều cao là được 20. Có cái tán dại của chú anh chị là được 39 ha, cũng là mai chiếu thủy trung nu nè. Rồi cái hoành thân ở đây là được 20 luôn á, em đo sát dưới đây cho nó nở luôn chút. Rồi nở cũ ra cho cô chú anh chị biết ha, là được 26 ha. Mã 12L của cô chú anh chị. Cây mai chiếu thủy thì giá 600.000 luôn. Tàn nè, mạnh như lắm luôn, đang hoa ha. Dạ. Yeah. Cốt cành là cành 1, cành 2, cành phong gì là chuẩn hết trơn rồi cô chú anh chị. Thì bữa nay có 3 cây ha, cô chú anh chị mua một cặp em bớt cho mình 100.000. Mã này mã 12L. Mà cắt bít luôn rồi vui chưa? Rồi đổi dạ luôn. Rồi em đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Tiếp theo em lên mã 13L. 13L em có nguyệt quế cô chú anh chị. Đó, nguyệt quế cái này là lá chung luôn ha. Lá chung hai chùm. Rồi để em xây một chậu cho mình rõ. Đây, cây mini để vàng em đã ép chậu cho mình nè. Cây có chiều cao là 26. Có tán dài là được 36 cô chú anh chị. Rồi cái hoành thân là được 15 ha. Mã 13L. Cây nguyệt quế này em giao lưu với mình với giá là 600.000 em bao ship. Đó thì chậu xi măng em ship luôn cho cô chú anh chị nha. Cây yeah. Nó già thì nó sẽ tự có bông mà. À, nguyệt quế màu trắng thì rất là thơm luôn. Cây cốt cành lớn hết rồi ạ.
Dạ rồi. Rồi em đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Rất dễ thương cô chú ơi. Lùng. Dạ, tiếp theo là mã 14L, cũng là một cây người quế luôn đó cô chú anh chị. À, một cặp nha cô chú anh chị, mua một cặp em sẽ bớt tiền lại cho mình ha. Mấy cây này là dáng chuẩn hết trơn luôn. Mấy cây người quế mini nhỏ nhỏ này nha cô chú anh chị. Đây có chiều cao lên đây là 28 luôn. Rồi cái tán dài là được 39 đó cô chú anh chị. Rồi cái phần thân ở đây là được 15 luôn ạ. Rồi cây này cũng 600 luôn. 600 bao ship, ship cả chậu. À, mua một cặp thì em cũng bớt 100 ngàn nha cô chú anh chị. Cây cốt cành lớn nè, có cái mặt cắt trên đây thôi hết cô chú anh chị. Yeah. Không có một lũa gì hết. Mã này mã 14L ha. Dạ rồi, đổi giúp em luôn. Đổi cây luôn ạ. Dạ, tiếp theo là mã 15L của cô chú anh chị. Bữa nay là có một cây chim quýt nữa nè. Cây này là cây chim quýt Thái của cô chú anh chị, mà gốc là chim quýt vườn ha. Giáp bao chim quýt Thái. À, cây dáng cực đang có trái rất là nhiều luôn, tàn thì nó ấm bệnh rất lâu lắm luôn rồi ạ. Cây có chiều cao lên đây là 37, có cái tán dài là được 44 của cô chú anh chị. Cái hoành thân ở đây là được 17 ha. Rồi, em nghiêng cho mình nhìn được cái dàn tàn nha cô chú anh chị. Đó, ấm bệnh nhiều lắm, trái nhiều lắm, trái với hoa nhiều lắm cô chú anh chị. Thì cây chim quýt mã 15L này em giao lưu với mình với giá 650 cô chú anh chị. 650 nha, em bao ship cho cô chú anh chị. À, chậu em xin được hết cái chậu có bầu ha. Cái chậu này nó cũng lứt ở dưới đất rồi đó cô chú anh chị. Dạ. Tàn ấm mình lắm, về cô chú anh chị sang vô một cái chậu đẹp đẹp là mình chơi được rồi. Thôi đang trái nhiều lắm chú, trái nhỏ nhỏ nhiều. Rồi, đổi giúp dạ em rồi, luôn. Em đổi cây luôn ạ. Chú Quýt Thái. Dạ, tiếp theo là mã 16 ha. 16L của cô chú anh chị. Đây là một cây linh sam da me ha. Đó, cây dáng quái luôn. Cây có chiều cao lên đây là được 31. Dạ, có tán dài là được 47 ha. Rồi cái phần đế á cô chú chị, phần đế ở đây là được 37 á cô chú chị. Rồi, em đo cái thằng em đo ngay chỗ này đi là được 26 nè. Rồi mã 16L nha. Cây linh sam nha, em giao đơn với mình với giá là 800.000. 800.000 em bao ship cho mình luôn. Cây nó ấm mình nhiều lắm đó cô chú chị. Rồi. Cái thằng này nó rất là to luôn nè, cái này mà cô chú chị về ha. Cái cành nào mà nó ra tự có cái mình đệm đệm thêm nữa là cây nó mình sang chậu nó cây nó lên giá trị luôn á. Dạ. Rồi em đổi cây luôn nha cô chú anh chị. 16. Cái nào không gõ thì cứ liên hệ số điện thoại của em đi rồi em cung cấp cho cô chú anh chị gõ nha. Dạ, tiếp theo là mã 17L, một cây linh sam song hình nè. Cây này thì dáng ba đổ mà càng luôn. Cây có chiều cao lên đây là được 40. Có cái tán dài ngay qua đây là được 55 đúng cô chú anh chị. Rồi. Cái hoành thân ở đây á là được 19 ha. Mã này là mã 17L. Rồi cây linh sam này giá 700 bao ship nha cô chú anh chị, mua một cặp em bớt cho mình 100.000 nha. 17L 700 bao ship, cái cây này tiền ship nhiều lắm đó cô chú anh chị, vì nó cồng cồn ha, cốt cành lớn hết trơn rồi ạ. Dạ. Rồi, rồi em đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Dạ, tiếp theo là mã 18L, một cây linh sam song hâm luôn. Cây này cũng có giá 700 luôn. Đó cô chú anh chị mua một cặp thì em sẽ bớt lại cho mình 100.000 ha. Linh sam song hâm là lá trung ạ. Cây có chiều cao lên đây là được 35 nè. Cái tán dài của cô chú anh chị là được 55 ạ. Cái phần thân ngay chỗ này là được 17 ha. Rồi cái phần củ nở dưới đây là được 25 luôn. Nè, tàn ấm bệnh như lắm, đang hoa luôn, nó già nó tự có hoa cô chú anh chị. Rồi, em nghiêng ở đây cho cô chú anh chị nhìn được cái dàn cốt nè. Đó, có cái nào nãy nó bằng ngón tay của em luôn, đệm ba nước dây rồi đó cô chú anh chị. Đó, dáng nó cũng đẹp nữa, về chỉ cần sang chậu thôi à. Rồi cây này 700 luôn nha cô chú anh chị, mã 18L. Dạ, 700, cây này đế đẹp luôn chú. Rồi, tiếp tục chị ơi. Dạ, hết rồi anh. Hết rồi hả chị? Chính là mảng clip của bonsai Duy Hoàng nhà em hôm nay nha. Em mong rằng thành cảm ơn tất cả các quý cùng chú anh chị đã xem clip nhà em nha. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại chị trong kênh bonsai Lục Tỉnh Miền Tây vào lúc sắp tới ạ. Em xin chào ạ. Dạ rồi, em chào chị Huy, con cũng kính chào quý chú luôn ha. Mình xem kênh nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để tiếp tục cập nhật theo dõi những clip mới. Còn chúc sức khỏe tất cả các chú và hẹn gặp lại những clip tiếp theo.